Mời chào mừng đến với kênh của Dr. Plant. Xin chào các bác nông dân. Hôm nay mình muốn giới thiệu một sản phẩm cực kỳ hữu ích cho vườn cây của các bác, đó chính là Grow More Start Vitamin B1. Grow More Start Vitamin B1 là một loại thuốc kích thích sinh trưởng, giúp cây phát triển rễ khỏe mạnh, tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng và hồi phục nhanh sau những căng thẳng như sâu bệnh hay thời tiết xấu. Vậy vitamin B1 có tác dụng gì mà lại thần kỳ đến vậy? Vitamin B1, hay còn gọi là thiamin, đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi chất dinh dưỡng thành năng lượng cho cây. Khi các bác sử dụng Grow More Start Vitamin B1, cây sẽ hấp thu thiamin nhanh chóng, từ đó rễ phát triển mạnh, cây khỏe hơn và chống chọi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt. Cách sử dụng Grow More Start Vitamin B1 thì vô cùng đơn giản. Các bác chỉ cần pha 5-10ml sản phẩm với 10 lít nước, sau đó tưới đều lên rễ cây hoặc phun lên lá. Nên sử dụng vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để cây hấp thụ tốt nhất nhé. Một điểm cộng của Grow More Start Vitamin B1 là sản phẩm phù hợp với rất nhiều loại cây trồng. Từ cây ăn quả, rau màu, đến hoa kiêng, tất cả đều có thể sử dụng để khỏe mạnh hơn và cho năng suất cao hơn. Không chỉ giúp cây phát triển nhanh, sản phẩm còn giúp cây hồi phục sau khi bị tổn thương do sâu bệnh hoặc thời tiết xấu nữa đấy. Các bác có thể tìm mua Grow More Start Vitamin B1 tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp hoặc đặt hàng trực tuyến qua trang web drplant.vn. Nhờ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cao nhất nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chúc các bác có một mùa vụ bội thu và vườn cây luôn xanh tốt. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của Dr. Plant nha. Website drplant.vn.